chúng ta nên lắng nghe, quan tâm và chia sẻ những nỗi lo toan của mẹ để người phụ nữ quyền lực của gia đình luôn vui khỏe nhé. Nếu một thời gian dài bạn thấy mẹ mình hay cọc, bạn làm gì cũng không vừa mắt mẹ, thì có thể mẫu hậu của chúng ta đang ở trong giai đoạn tiền mãn kinh. Những thông tin sau đây sẽ giúp bạn biến nguy thành an, gia đình êm ấm. Tiền mãn kinh là giai đoạn xảy ra trước thời kỳ mãn kinh, thường bắt đầu từ 45 đến 50 tuổi và kéo dài khoảng 4 năm. Dấu hiệu đầu tiên của tiền mãn kinh là kinh nguyệt thất thường, có tháng đến sớm, có tháng đến muộn. Nếu trải qua 12 tháng không có kỳ kinh thì lúc này thời kỳ mãn kinh bắt đầu. Ở giai đoạn này, người phụ nữ sẽ cảm thấy bốc hỏa, lo lắng và buồn phiền và xuất hiện các dấu hiệu lão hóa, mất ngủ và đau nhức xương khớp. Thật ra, đây là quá trình tự nhiên mà người phụ nữ nào cũng phải trải qua. Chúng ta cần hiểu và giúp họ vượt qua những triệu chứng ở giai đoạn này. Thứ nhất là tránh để mẹ dùng các loại đồ ăn cay nóng hay tiếp xúc với rượu, cà phê, thuốc lá. Khuyến khích mẹ tập thiền, yoga, chăm cú, massage để giảm bốc hỏa. Thứ hai là mua cho mẹ những bộ đồ rộng, thoải mái và đảm bảo phòng của mẹ luôn mát mẻ, yên tĩnh. Thứ ba là khuyên mẹ ngủ đủ giấc và tập thể dục thường xuyên sẽ giúp mẹ cảm thấy yêu đời và khỏe khoắn hơn. Cuối cùng là đưa mẹ đi khám sức khỏe định kỳ hàng tháng. Và điều quan trọng là